lúc leo cây tre để qua cây sen đá, sân đá vậy. Cây này rất là cao rồi. Không có chỗ quay luôn á, hút mấy cây tre nè. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Hôm nay anh Út với anh Đồng với em Nhân cùng nhau đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để cưa nhiều cây. Cả nhà thấy khá nhiều nhánh à. Có những nhánh về về vườn hàng xóm.
gắn hả đạp cho xuống nữa thì nó mới dưới đập chè bên dưới nè. Anh Đồng nó cái nhánh kéo vô, kéo về phía đây đi. Bữa nay anh Đồng bên dưới sẽ phụ họ anh Út nha, sẽ phụ rồi. Mm-hmm.
thi nhau người thì leo nghỉ, nghỉ người leo, tha thi nhau vậy. Đang đồng cũng đang cưa mấy cây. Nóng tay nó trước nó bị tăng.
sớm giờ sáng giờ gì trời. Nhà hàng nó xa xuống bên dưới.